Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong 2 ngày 22 và 23 tháng 2, các tỉnh Đông Bắc Bộ chịu tác động của không khí lạnh tăng cường yếu nên trời nhiều mây, về đêm và sáng có mưa rải rác ở vùng núi cùng hiện tượng sương mù xuất hiện đến trưa chiều, trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 21 đến 24 độ. Từ ngày 24 tháng 2, không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm nhẹ và mưa gia tăng về diện và lượng. Còn các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ít chịu tác động của không khí lạnh tăng cường lệch đông nhưng bị ảnh hưởng của hình thế gây mưa trên cao nên 3 ngày tới mưa rải rác về đêm và sáng, lúc này nhiệt độ ở mức thấp dưới 20 độ, trời rét, ban ngày trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều phổ biến từ 22 cho tới 25 độ, có nơi còn cao hơn do kết hợp với điều kiện địa hình. Đi sâu vào khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của đới gió đông bắc tầng thấp nên các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế vẫn xuất hiện mưa rào rải rác trong ngày hôm nay, 22 tháng 2, sau giảm nhanh trên khu vực. Nhiệt độ tại đây duy trì ở mức thấp, ngày đêm phổ biến ở dưới 26 độ, trời lạnh về đêm và sáng với các tỉnh phía Nam đèo Hải Vân, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Thời tiết phổ biến là trạng thái nhiều mây và có mưa rải rác trong ngày 22 tháng 2 ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, sau đó mưa giảm nhanh, trời có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 3 ngày tới phổ biến ở mức là dưới 31 độ. Dự báo từ sáng 25 tháng 2, do ảnh hưởng của đới gió đông bắc tầng thấp di chuyển xuống nên mưa có xu hướng gia tăng trở lại trong khu vực nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ. Với khu vực Tây Nguyên, thời đoạn 3 ngày tới, trạng thái thời tiết chính bao trùm lên khu vực sẽ là ít mưa, ngày nắng. Những cơn mưa trái mùa sẽ tạm chấm dứt trên khu vực. Dự báo nhiệt độ cao nhất có xu hướng tăng nhẹ với nhiệt độ cao nhất trưa chiều. Tại các tỉnh Tây Nguyên, phổ biến trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Tương tự tại các tỉnh thành miền Nam, hình thế gây mưa trái mùa suy yếu nhanh nên trời tạnh ráo trở lại, trời thời gian nắng kéo dài với cường độ mạnh nên nhiệt độ tăng nhẹ cao nhất trong 3 ngày tới, phổ biến từ 31 đến 34 độ. Riêng một số nơi tại miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ có thể chạm ngưỡng 34 đến 35 độ, xuất hiện oi nóng trong khoảng thời gian trưa chiều.